Cà tím là một nguyên liệu đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Đây là một nguyên liệu được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe, ngày nay cà tím còn là nguyên liệu không thể thiếu trong thực đơn giảm cân, giúp chị em nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn như mơ ước. Hãy cùng Khỏe Mỗi Phút tìm hiểu 7 cách sử dụng cà tím giảm cân hiệu quả ngay dưới đây nhé. Tại sao cà tím giảm cân hiệu quả? 1. Cà tím giảm cân hiệu quả nhờ hàm lượng chất béo và calo thấp. Cà tím giảm cân. Trong 100g cà tím chỉ chứa khoảng 35 calo và 0,23g chất béo. Đây sẽ là nguyên liệu tuyệt vời để giúp cắt giảm lượng chất béo và calo trong cơ thể, ngăn ngừa quá trình tích tụ mỡ thừa, ngăn chặn quá trình tăng cân và giúp chị em giảm cân hiệu quả. Sử dụng cà tím thường xuyên sẽ giúp giảm lượng calo, phòng ngừa tình trạng dư thừa calo và tích tụ chất béo. Hàm lượng chất béo trong cà tím thấp cũng sẽ giúp giảm lượng chất béo dư thừa trong cơ thể, giúp giảm mỡ trong máu, giúp giảm cân hiệu quả và an toàn hơn. 2. Cà tím giảm cân hiệu quả nhờ lượng chất xơ và vitamin dồi dào. Hàm lượng chất xơ trong cà tím rất cao, trong 100g cà tím có chứa đến 2,5g chất xơ. Khi nạp nhiều chất xơ trong cơ thể sẽ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp chất béo nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng, hạn chế và ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa. Trong cà tím cũng chứa nhiều vitamin C, đây sẽ là nguồn dưỡng chất tuyệt vời giúp lượng calo nạp vào cơ thể được tiêu hóa nhanh chóng, giảm tình trạng tích tụ calo và liên kết thành các tế bào mỡ, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giảm cân hiệu quả hơn. 3. Cà tím có tác dụng giảm cholesterol trong máu. Cà tím có chứa lượng axit ascorbic nhất định có tác dụng giảm lượng cholesterol trong máu xuống mức thấp nhất cơ thể, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa, vừa giúp giảm cân hiệu quả vừa giúp phòng ngừa tình trạng xơ vữa động mạch. 4. Cà tím giúp tăng cảm giác no lâu. Cà tím cung cấp cho cơ thể một lượng calo và khoáng chất nhất định. Nguồn dưỡng chất này sẽ giúp bạn luôn có cảm giác no lâu, kiểm soát cơn đói, giúp quá trình đốt cháy mỡ thừa được diễn ra hiệu quả và nhanh chóng hơn. 7. Cách sử dụng cà tím giảm cân hiệu quả và an toàn. 1. Giảm cân hiệu quả với nước cà tím nguyên chất. Đây là cách giảm cân bằng cà tím đơn giản nhất. Chị em không cần phải tốn quá nhiều thời gian hay công sức, không cần phải ăn kiêng quá khắc khe nhưng vẫn giảm cân hiệu quả, nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn nhờ nước cà tím nguyên chất. Cách thực hiện như sau. Bước 1. Rửa sạch quả cà tím, cắt bỏ phần cuống. Bước 2. Cho cà tím vào nồi, đổ ngập nước và đun sôi khoảng 5-10 phút. Bước 3. Lọc lấy phần nước cà tím và chia đều ra uống hết trong ngày. 2. Giảm cân hiệu quả với cà tím xào hành lá. Hành lá là một nguyên liệu giúp đốt cháy mỡ thừa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Kết hợp với cà tím với hành lá sẽ giúp quá trình giảm cân được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn, giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn như mơ ước. Nguyên liệu cần có cà tím, hành lá, hành tím, dầu ăn, gia vị, muối, hạt nêm. Cách thực hiện như sau. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Cà tím bỏ cuống, rửa sạch và cắt thành từng lát dài vừa ăn. Hành lá rửa sạch bỏ ngọn và gốc, cắt thành từng khúc nhỏ. Hành tím bóc vỏ, giã dập. Bước 2. Bạn hãy cho một ít dầu vào chảo và đun nóng. Bước 3. Cho hành tím vào phi thơm. Bước 4. Cho cà tím vào xào cùng cho đến khi cà tím chín. Bước 5. Nêm gia vị vừa ăn. Bước 6. Bạn hãy cho hành lá vào xào cùng khoảng 2-3 phút rồi tắt bếp. 3. Giảm cân hiệu quả với cà tím xào thịt bò. Thịt bò kết hợp với cà tím vừa giúp giảm cân hiệu quả vừa giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, phòng ngừa thiếu chất trong quá trình giảm cân, giúp bạn giảm cân an toàn và khỏe mạnh hơn. Nguyên liệu cần có cà tím, một quả thịt bò, 100g tỏi, dầu ăn, gia vị, muối, hạt nêm. Cách thực hiện như sau. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Cà tím bỏ cuống, rửa sạch và cắt thành từng đoạn dài mỏng vừa ăn. Thịt bò thái nhỏ, rửa sạch và ướp cùng với ít muối, hạt nêm, tỏi bóc vỏ, giã dập. Bước 2. Bạn hãy cho ít dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho tỏi vào phi thơm. Bước 3. Tiếp đến, bạn hãy cho thịt bò vào xào tái. Bước 4. Bạn hãy cho tiếp cà tím vào xào chín, nêm gia vị và tắt bếp. 4. Giảm cân hiệu quả với cà tím xào đậu phụ. Đậu phụ là một nguyên liệu giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Cà tím kết hợp với đậu phụ sẽ giúp tăng cảm giác no lâu, hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa và giúp giảm cân được diễn ra hiệu quả hơn. Nguyên liệu cần có cà tím, đậu phụ, hành lá, hành tím, dầu ăn, gia vị, muối, hạt nêm, tiêu. Cách thực hiện như sau. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Cà tím cắt cuống, rửa sạch, cắt thành từng miếng dài vừa ăn.
Đậu phụ rửa sạch cắt thành từng miếng vuông nhỏ, hành lá bỏ gốc rửa sạch thái nhỏ. Hành tím bóc vỏ, rửa sạch giã dập bước 2, bạn hãy đun nóng một chảo dầu bước 3. Cho đậu phụ vào chảo chiên vàng rồi vớt ra bước 4, bạn hãy cho hành tím vào phi thơm bước 5. Bạn hãy cho cà tím và đậu phụ vào xào chín, nêm gia vị vừa ăn bước 6, nêm hành lá vào. Đảo đều và tắt bếp 5. Giảm cân hiệu quả với cà tím hấp tỏi, đây là một trong những cách sử dụng cà tím giảm cân rất hiệu quả. Món ăn này không chỉ thơm ngon lạ miệng mà còn giúp tăng cảm giác no lâu, đốt cháy mỡ thừa, phá hủy các tế bào mỡ trong cơ thể và giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn. Nguyên liệu cần có: cà tím, tỏi, nước tương, giấm. Cách thực hiện như sau: bước 1, cà tím bỏ cuống, rửa sạch và cắt thành từng khúc dài. Sau đó, bạn hãy ngâm cà tím trong nước muối khoảng 5 phút, vớt ra và hấp chín. Bước 2, tỏi giã dập và trộn với ít nước tương, mắm, hạt nêm, khuấy đều sao cho vừa ăn. Bước 3, bạn hãy cho nguyên liệu vừa trộn vào cà tím. Bước 4, hấp thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp. 6. Giảm cân hiệu quả với nước cà tím và chanh. Chanh là một nguyên liệu tuyệt vời giúp giảm cân vô cùng hiệu quả. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này sẽ giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa diễn ra nhanh chóng, kích thích chuyển hóa chất béo thành năng lượng, giúp vóc dáng bạn được thon gọn và săn chắc. Nguyên liệu cần có: cà tím, một quả chanh, 1/2 quả, mật ong nguyên chất 1 thìa. Cách thực hiện như sau: bước 1, cà tím bỏ cuống, rửa sạch cắt thành từng đoạn nhỏ rồi luộc chín. Bước 2, bạn hãy lọc lấy nước cà tím. Bước 3, vắt nước cốt chanh và thêm mật ong nguyên chất vào nước cà tím. Khuấy đều và thưởng thức. Với cách này, bạn hãy uống trước khi ăn sáng khoảng 20 phút và sử dụng với liều lượng trên đều đặn mỗi ngày để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn nhé. 7. Giảm cân hiệu quả bằng nước cà tím và dưa chuột. Nước cà tím và dưa chuột vừa có tác dụng giải nhiệt, giải khát, vừa giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa, kiểm soát cân nặng, ngăn chặn quá trình hình thành chất béo, giúp chị em sở hữu vóc dáng thon gọn chỉ trong một thời gian ngắn. Nguyên liệu cần có: cà tím, một quả, dưa chuột, một quả, vỏ chanh. Cách thực hiện như sau: bước 1, cà tím cắt bỏ cuống, rửa sạch cắt thành từng lát mỏng rồi luộc chín nhừ. Bước 2, dưa chuột rửa sạch cắt thành từng lát mỏng. Bước 3, bạn hãy bào mỏng vỏ chanh. Bước 4, cho cà tím, dưa chuột, vỏ chanh vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Bước 5, cho sinh tố cà tím vào cốc và uống hết trong ngày. Đối tượng nên và không nên sử dụng cà tím giảm cân. Đối tượng nên sử dụng cà tím giảm cân: người muốn giảm cân, người muốn duy trì vóc dáng, người có sức khỏe ổn định. Đối tượng không nên sử dụng cà tím giảm cân: người đang bị đau dạ dày, người có sức đề kháng kém, người bị bệnh sỏi thận, người đang bị rôm sảy, mẩn ngứa, nổi mề đay. Sử dụng cà tím giảm cân bao lâu có hiệu quả? Giảm cân bằng cà tím là một phương pháp dân gian. Tùy thuộc vào cơ địa, thể trạng và cách sử dụng cà tím của mỗi người sẽ đạt hiệu quả giảm cân trong khoảng thời gian khác nhau. Thông thường, nếu bạn kiên trì sử dụng cà tím đúng cách thường xuyên thì chỉ sau một tuần là bạn đã có thể cảm nhận được sự thay đổi về thể trạng. Để sở hữu vóc dáng thon gọn như mong muốn, bạn cần kiên trì thêm 4-5 tuần. Đây không phải là thuốc giảm cân nên không thể đạt hiệu quả chỉ trong một thời gian ngắn. Bạn cần phải sử dụng đều đặn mỗi ngày để các dưỡng chất trong cà tím tác động vào cơ thể, đốt cháy mỡ thừa và giúp cân nặng được giảm tự nhiên qua từng ngày. Bên cạnh việc sử dụng cà tím, bạn hãy kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và nghỉ ngơi hợp lý để đạt hiệu quả giảm cân trong thời gian nhanh nhất nhé. Một số lưu ý khi sử dụng cà tím giảm cân: giảm cân bằng cà tím mang lại hiệu quả khá cao. Tuy nhiên, để quá trình giảm cân được đảm bảo an toàn tuyệt đối thì bạn cần lưu ý một số vấn đề dưới đây. Chọn mua cà tím chất lượng, không chứa hóa chất và phân thuốc trừ sâu, sử dụng cà tím với liều lượng vừa phải. Nếu lạm dụng quá nhiều có thể sẽ gây ngộ độc và ảnh hưởng đến các trung tâm hô hấp. Cà tím phải được nấu chín để tránh bị ngộ độc nguy hiểm. Người bị đau dạ dày không nên sử dụng cà tím giảm cân, sẽ khiến tình trạng đau dạ dày ngày càng nặng hơn. Người bị bệnh sỏi thận không nên sử dụng cà tím giảm cân, có thể sẽ khiến bệnh trở nặng, khó điều trị. Người bị mẫn cảm với cà tím không nên sử dụng phương pháp giảm cân này, có thể sẽ gây dị ứng. Người đang bị rôm sảy nên cẩn trọng khi sử dụng cà tím giảm cân. Cà tím giảm cân khá hiệu quả và đơn giản, không tốn kém quá nhiều thời gian, nhưng bạn cần phải sử dụng với liều lượng vừa phải. Không được lạm dụng quá nhiều, sẽ gây ngộ độc vô cùng nguy hiểm. Ngoài sử dụng cà tím thì bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và nghỉ ngơi hợp lý để giúp rút ngắn quá trình giảm cân, nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn như mơ ước. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận.
Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.